nhân Việt sẵn sàng quậy tưng bừng cùng tình trẻ. Ngô Thanh Vân ngày càng rời xa hình ảnh đàn nữ, trở thành người vợ siêu lầy tối ngày Châu Huy Trần xịt keo. À, vợ uống gì vậy? Cho vợ sô tịch caramel macchiato sữa hạt 50% đường xay thô nóng nha chồng. Lệ Quyên cưa sừng không ngừng bên trai trẻ Lâm Bảo Châu. Tuy có lúc bị chê lố nhưng chị đẹp chẳng ngại, càng bị chê càng làm tới xem ai làm lại chị. Lê Phương ngày càng tươi trẻ, vui vẻ và trở lại làm chính mình khi ở cạnh anh chồng thua 7 tuổi. Làng giải trí Việt đã chứng kiến không ít mối tình chị em ngọt ngào gây bão cộng đồng mạng. Và bất chấp khoảng cách tuổi tác, các mỹ nhân nhà ta vẫn liên tục thể hiện những khoảnh khắc nhí nhố siêu đáng yêu bên cạnh tình trẻ đấy nhé. Nhìn biểu cảm của các chàng thì đúng là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Ngô Thanh Vân, Huy Trần. Ngô Thanh Vân xưa nay đều quen thuộc với khán giả ở hình ảnh đàn nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, thế nhưng hiện tại sau khi kết hôn thì chị đẹp khác xưa nhiều rồi. Rất thoải mái bung lụa bên anh chồng Huy Trần để khoe những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội. Và càng ngày nàng đàn nữ càng mềm hơn và biết tấu hài hơn trước, trở thành một người vợ nhây nhưa, lầy lội hay bày trò chọc phá chồng. Đã bao lần cư dân mạng nhìn thấy Huy Trần đã phải dùng ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều khi nhìn Ngô Thanh Vân làm trò. Đúng là chẳng cần tâm thư dài dòng, chỉ vài ba khoảnh khắc siêu lầy như thế này cũng đủ để chứng minh Ngô Thanh Vân và Huy Trần sinh ra để dành cho nhau rồi. Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu. Ngay từ thời điểm công khai hẹn hò, mối tình chị em của Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Nhưng cuối cùng cả hai đã cùng nhau vượt qua sóng gió, chứng minh được tình cảm chân thành dành cho nhau. Lệ Quyên rất chăm chỉ hách tuổi khi đi cạnh Lâm Bảo Châu đấy nhé. Không chỉ ở phong cách thời trang mà đôi lúc còn là biểu cảm đáng yêu siêu nhí nhố. Cặp đôi chẳng ngần ngại bày trò nghịch ngợm, tự tin thể hiện tình cảm ngọt ngào khi ở bên nhau. Thậm chí, giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn còn thoải mái cười đùa trước mặt tình trẻ, thoải mái như một cô gái nhỏ vậy đấy, chẳng ngại người ta phán xét cưa sừng. Còn Lâm Bảo Châu, dù kém bạn gái nhiều tuổi nhưng anh chàng vẫn tỏ ra chững chạc hơn để chiều chuộng Lệ Quyên. Nhìn những hành động nhỏ của Lâm Bảo Châu mới thấy anh thực sự quan tâm, chiều chuộng Lệ Quyên, mặc kệ bạn gái có phá phách cỡ nào. Lê Phương, Trung Kiên. Tháng 8 năm 2017, Lê Phương lên xe hoa với ông xã Trung Kiên sau những ồn ào, đổ vỡ trước đó. Cặp đôi đã rất khó khăn để đến với nhau khi Lê Phương từng qua một lần đò, có con riêng và hơn Trung Kiên 7 tuổi. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, họ là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong showbiz Việt khi luôn gìn giữ được tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu. Lê Phương từng chia sẻ, Trung Kiên là người có trái tim ấm áp đủ sưởi ấm cho gia đình cô. Anh là người bù đắp lại những thiệt thòi, đau khổ mà cô phải trải qua. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào tình tứ, cặp vợ chồng trẻ còn không ít lần quậy banh mạng xã hội với hình ảnh nhí nhố bên nhau. Dù hơn tuổi chồng nhưng nữ diễn viên cũng chẳng ngần ngại tỏ ra đáng yêu như thiếu nữ trước mặt Trung Kiên. Không, mẹ ơi, anh không vợ rồi. Nhìn Lê Phương và Trung Kiên ở cạnh nhau, đâu ai biết nữ diễn viên hơn chồng tới 7 tuổi. Quả thực, cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc khi được sống thật với chính mình trước mặt bạn đời của họ khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.